nước kìa. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Jennie Beauty TV. Trước tiên hãy like và subscribe cho mình nha. Bây giờ đang là mùa giải cứu các loại tôm, tôm hùm nè, rồi sầu riêng, tất cả nhiều lắm. Thế nên là mình hôm nay làm một tập giải cứu tôm hùm. Thì ở đây có hai loại, một tôm hùm và này là một con sêu, nó giống như sò điệp vậy đó. Còn cái tôm hùm này á thì mình đã đặt mua ở ghe ở ngoài Nha Trang mình. Thường thì cái loại này to hơn cái loại mà mọi người hay mua ở Vinmart bây giờ nè, tại vì cái loại đó là chỉ như là 4 con 1kg lận, còn hai con này mình mua là hai con này tới tận 1,4 kg. Người ta hay nhập cho nhà hàng bán á, nhưng mà dạo gần đây là do dịch cho nên nhiều nhà hàng người ta không có nhập về nhiều nữa, vì vậy cái giá tôm này xuống rất là thấp. Thường ở trong nhà hàng người ta bán trong nhà hàng sẽ là 1,2 triệu, còn đây là mình mua được với giá là 700.000 1kg. Thì đây là hai con to, rất là to nhìn nè, thì chắc là bằng hai bàn tay cộng lại. Và cái này là mình đã chuyển đông lạnh, mình đã chuyển bằng thùng xốp từ Nha Trang về. Nhìn rất là to. Này là tôm hùm xanh. Bây giờ mình sẽ chế biến hai món. Ây da, cái râu của nó to, nó bắn, nó quặt vô mặt mình. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mình chế biến hai món này như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ làm hai món tôm hùm, một món là tôm hùm sốt bơ tỏi và một món là tôm hùm sốt phô mai. Bây giờ đầu tiên mình phải cắt cái phần rau với lại cái càng đi. Đây là lần đầu tiên mà mình chế biến cái này. Dùng dao không được cứng quá, mình cho mình dùng kéo. Bây giờ mình sẽ cắt đôi nó ra. Cứng lắm các bạn. Ôi. Mình sẽ để ra rồi. Con ít gạch hơn con này, vì mình sẽ mang đi hấp. Bây giờ mình sẽ làm sốt bơ tỏi trước. Đầu tiên là mình mua bơ lạc unsalted, tỏi của các bạn băm nhuyễn ra. Bây giờ sau khi đã hấp tôm hùm xong thì mình đã cho tôm hùm lên cái bàn nướng và cho con sêu lên trên này luôn. Rồi mình sẽ bỏ sốt bơ tỏi lúc này mình đã làm, lúc nãy mình đã làm lên trên này nha. Con này mình sẽ bỏ phô mai lên, cho nên con này mình sẽ bỏ tỏi. Bỏ mỡ hành lên đây. Wow, mùi thơm nồng ngào ngạt luôn. Mùi thơm của, nhất là của tỏi nè. Tỏi với bơ, phô mai nữa. Nó bắn hành lên đầu. Làm mấy cái này rất là vất vả, nhưng mà rất là xứng đáng. Thì mình sẽ đợi. À, còn đây là nước mắm. Nước mắm gừng thần thánh. Ý, không có quay được, không có thấy. Mà mẹ mình đã làm cho mình. Nước này mới được ăn nhờ. Thousand years later. Ấy, con xem mà mình quên bỏ hành ra. Nó bắn rồi. Wow, mùi thơm ngào ngạt trong căn phòng mình luôn á. Thôi đói quá. Yeah. Thì mình rất là may mắn khi biết một chỗ bán tôm rẻ đến như vậy. Tại vì thường đó, ở Hồ Chí Minh đó, là các bạn mình nghĩ là không mua được với cái giá đó đâu. Tại vì thường mình cũng thấy rất là nhiều chỗ bán mà 4 con chắc là rẻ nhất là khoảng 650-700. À, cái Vinmart là bán rẻ, nhưng mà Vinmart bán là như tôm cũng vẫn gọn còn nhỏ đó, gọi là tôm hùm baby đó. Cái này là chắc là tôm gọi là tôm vị thành niên trẻ. Mình nghĩ là ăn tôm con này được rồi, tại vì mình đã hấp rồi cho nó đã chín rồi. Wow. Wow. Ở đây nó còn đang sôi sụp bơ nè. Và sẽ chấm cái nước bơ trong này. Thì mình sẽ, thường người ta ăn này với lại muối tiêu, nhưng mà mình ăn với mắm gừng hơn. Thì mình sẽ chấm vô đây nha. Con tôm á, nó chắc ghê luôn á, chắc nịch luôn, còn rất là tươi. Wow, nó to nữa, ăn đã quá. Chứ mình có đi Thái Lan một lần mà ăn bên đó cũng ăn tôm hùm, nhưng mà tôm không được tươi như vậy đâu, không có chắc thịt như vậy đâu nè. 와, 대박. Ngon quá. Mình thấy nấu như vậy sẽ ngon hơn so với mình luộc. Luộc không thì ăn hoài cũng ngán, cái gì cũng luộc hết á. Nấu với bơ tỏi này ăn rất là ngon, thơm mà không bị khô nữa. Các bạn nhớ luộc hấp trước cho nó chín. Rồi các bạn để sốt lên như vậy ăn nè, nó sẽ ngon hơn. Đã quá. Như vậy mình mua nhiều một chút. Sẽ chấm mắm. Cái bơ làm cho mùi vị của tôm rất là thơm, béo luôn. Đây là gạch nè, phải không ta? Đúng rồi. Ngon bá cháy luôn. Mẹ không ăn được. Em sẽ ăn con tôm phô mai này. Ôi, phô mai nó chảy lên nè. Wow. Wow. Ngon quá. Phô mai rất là béo. Các bạn có thể rắc một chút muối trước khi các bạn cho phô mai vô. Bên ngoài người ta hay vắt thêm chanh nữa mà mình quên mua chanh nè. Vì thường có chanh nó sẽ làm dễ cái mùi hải sản nó ngon hơn. Wow. Con tôm này cũng chắc vịt luôn. Ăn đã quá. Mình nghĩ mấy con này chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ rắc đậu phộng vô nha. Đây là đậu phộng. Đậu phộng rang xong rồi lấy cái chày giã nhuyễn nha. Mình thích nhất là ăn mấy con ốc, thấy không? Mấy con như con sò, con xêu mà nướng mỡ hành lắm, ăn rất là ngon. Nó hợp hơn với lại nướng phô mai á. Bỏ một chút muối, bỏ thêm một chút mắm. Ở trong Nam mình thì ăn mắm ngọt nhiều hơn, nhưng mà mình thích ăn mắm gừng. Cho một chút mắm nè. Cuốn không cuốn. Trong các loại phô mai thì mình thích loại này nhất, mozzarella nè. Mình thích ăn cái cục phô mai mà bên trong cắt ra ăn nó cứ mềm mềm á, rất là béo. Bắt đầu thì mình có đặt thêm mấy loại nữa nhưng mà hết hàng rồi, cho nên chỉ còn 2 loại này thôi. Nhìn hết con này á, nó to hơn sò điệp, ăn nó đã hơn. Mà con này bự hơn nè. Con xeo. Nó bẩn, nó bẩn. Mình phải công nhận là ăn kiểu này rất là thú vị. Nếu mà đang đi phiêu lưu thì đó, bạn không biết khi nào đó bạn bị bắn hết á. Cứ kiểu là vừa được, đang ăn ngon mà vừa đang được sung sướng mà cũng phải nơm nớp lo sợ nó bắn mặt này đó. Rất là thú vị. Đợt đây lần đầu tiên mình trải nghiệm được cảm giác như thế này. Mẹ mình làm nước chấm ngon quá. Nóng quá. Còn nửa con tôm nè. Mình đã có một quả rất là ngon hôm nay. Hải sản rất là tươi. Nhờ người mua tới tận ghe cho nên là hải sản rất là tươi và được giá rất là rẻ. Mình ăn rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Tạm biệt.